Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội tín ngưỡng tôn giáo, tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo và bộ cũng đề nghị các tổ chức tôn giáo giám sát chức sắc nhà tu hành, theo truyền thông trong nước đưa tin hôm 15 tháng 8. Tuổi trẻ Tiền Phong và các báo Việt Nam cho biết rằng những điều nêu trên là một phần trong nội dung lời phản hồi của Bộ Nội vụ dành cho kiến nghị của cử tri về việc cần quản lý các cơ sở tôn giáo tốt hơn. Theo quan sát của VOA, nhiều người Việt Nam bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội trong nhiều tháng nay về việc đã xuất hiện trên internet các đoạn video ghi lại một số vị tu sĩ thuyết pháp những điều bị xem là có tính chất mê tín dị đoan, hạ thấp hoặc thiếu tôn trọng một số công việc nghề nghiệp và thậm chí bị những người am hiểu Phật giáo cho rằng đã đi ngược lại giáo lý nhà Phật. Tình trạng đó cũng đã bị một cử tri ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nêu ra với Bộ Nội vụ kèm theo lời đề nghị rằng cần phải có giải pháp quản lý và xử lý nghiêm theo tuổi trẻ cho biết trả lời cử tri bộ nội vụ nói rằng bộ đã giao ban tôn giáo chính phủ làm việc với thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam để xác minh làm rõ các trường hợp phát ngôn thuyết giảng của chức sắc phật giáo lan truyền trên các trang mạng xã hội không đúng với giáo lý truyền thống văn hóa của phật giáo và lịch sử dân tộc việt nam theo tường thuật của tuổi trẻ tiên phong và các báo khác Bộ này nói rằng tiếp sau việc xác minh là xử lý nghiêm chức sắc chức việc nhà tu hành Phật giáo vi phạm một trong các nội dung nêu trên. Phái đoàn Liên minh châu Âu ở Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ ký giả lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam vì đã kết tội nhà hoạt động và blogger nổi danh Nguyễn Tri Tuyến bằng bản án nhiều năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và kêu gọi chính quyền trả tự do cho blogger này. Ông Tuyến bị kết án 5 năm tù theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam hôm 15 tháng 8 trong một phiên tòa ở Hà Nội mà luật sư Lê Đình Việt, một trong bốn người bảo chữa cho ông, cho biết nhà hoạt động này khẳng định ông chỉ thực hành quyền tự do ngôn luận và biểu đạt ý kiến của mình nên không phạm tội. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 16 tháng 8, Phái đoàn EU tại Việt Nam nói rằng ông Tuyến là một nhà hoạt động nhân quyền, người đã bình luận một cách ôn hòa trên mạng xã hội về các vấn đề xã hội và chính trị Phái đoàn EU cho biết rằng đại diện của họ đã không được tham dự phiên tòa hôm 15 tháng 8 và nhắc nhở Việt Nam rằng quốc gia do đảng Cộng sản cầm quyền này là thành viên của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị từ năm 1982, cũng như công nhận quyền tự do ngôn luận. Trong khi đó, CPJ, tổ chức phi chính phủ của Mỹ chuyên cổ vũ cho tự do báo chí và bảo vệ các nhà báo có trụ sở tại New York, nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 15 tháng 8 rằng ông Tuyến bị kết tội chỉ vì làm công việc như một nhà báo là đưa tin tức bản án đối với nguyễn trí tuyến là hành động vi phạm mới nhất chống lại nền báo chí tự do của việt nam và cần phải được hủy bỏ ngay lập tức ông sean crispin đại diện cấp cao của cpj tại đông nam á nói như vậy trong tuyên bố người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam trước đây nói rằng việt nam có tự do ngôn luận và đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của các tổ chức nhân quyền quốc tế rằng họ nhắm vào những tiếng nói bất đồng chính kiến và rằng họ chỉ truy tố những người vi phạm pháp luật Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ vừa yêu cầu Bộ Thương mại nước này xem xét truy thu thuế đối với sản phẩm cùng loại nhập từ Việt Nam và Thái Lan do số lượng nhập khẩu tăng đột biến theo Reuters đưa tin. Yêu cầu trên được đưa ra hôm 15 tháng 8 giữa lúc hai quốc gia châu Á phải đối mặt với các cuộc điều tra về cáo buộc là họ có hành vi không công bằng trong thương mại trị giá hàng tỷ đô la. Vào tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu điều tra các tế bào quang điện và tấm pin mặt trời silicon được sản xuất tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Campuchia. Một nhóm các nhà sản xuất nội địa Mỹ cáo buộc sản phẩm này được bán ở Mỹ với giá quá thấp và được hưởng trợ cấp từ Trung Quốc, là nước chủ nhà của nhiều hãng sản xuất có nhà máy trong khu vực. Theo dữ liệu thương mại của Mỹ mà Reuters xem được, bốn nước Đông Nam Á nêu trên chiếm gần 80% lượng hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ vào năm ngoái. Tính theo giá trị bằng đô la. Tên mình Ủy ban Thương mại Sản xuất Năng lượng Mặt trời Hoa Kỳ nói trong đơn khiếu nại gửi lên Bộ Thương mại rằng xuất khẩu từ Việt Nam và Thái Lan đã tăng vọt cùng lúc những đồn đoán về các cuộc điều tra thương mại bắt đầu lan truyền trong năm nay. Ủy ban này trước đó vào tháng 4 kiến nghị rằng cần khởi xướng các cuộc điều tra thương mại Cuộc điều tra đó có thể dẫn đến mức thuế cao tính từ tháng 7 đã qua nếu các quan chức liên bang Hoa Kỳ xác nhận là đã có các hoạt động giao dịch không công bằng trong các quyết định sơ bộ của họ, dự kiến sẽ được đưa ra trong đầu tháng 10 và áp dụng việc truy thu thuế cho khoảng thời gian 90 ngày trước thời điểm có quyết định sơ bộ.